Phê nha, phê nha. Ok, hello, xin chào các bạn nha. Các bạn thấy gì chưa? Lúc vừa nhá, anh mới nhập thành công Core Lea và anh nhận được 5.000 kim cương rồi nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Core Lea này rất là ngon nhá, không nhập là hơi phí nha. Anh hỏi các bạn nhá, Core Lea này không nhập, anh hỏi các bạn là nhập Core Lea nào nữa đúng không? Đấy, ngày hôm nay nhá, anh cho các bạn cái Core Lea này luôn. Đó, và khi các bạn nhập nha, các bạn nhận ngay 5.000 kim cương gửi tới hòm thư luôn nhá. Vào mà nhận được chưa? Ok. Và cái Core Lea này nhá, anh để ở trên màn hình nha. À không. Nói chung là cái Core Lea này nhá, anh để ở trên màn hình, anh để ngẫu nhiên ở trong video này nhá. Các bạn nhớ là xem hết video của anh từ đầu đến cuối, không tua video để nhập được Core Lea nhá. Ok, phần tặng quà này đang có rất là nhiều những cái gói này, hộp này, nhân vật này. Đó, ngày hôm nay nhá, các bạn nhớ là bình luận ID nhá, được chưa? Anh kết bạn với tất cả mọi người luôn, anh gửi nhá mỗi bạn vài cái nhân vật và vài gói nhá, được chưa? Các bạn thích nhân vật nào, gói nào cứ bình luận ID, cách gói và tên nhân vật các bạn muốn nhận nhá, được chưa? Anh kết bạn, anh gửi cho tất cả mọi người luôn, được chưa? Ok nhá. Đây, tiếp này, cho này, ok. Ok này, thành công luôn này. Ngày hôm nay các bạn chỉ cần like video, đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo tất cả. Nhớ là bình luận ID tại đây nha, là mỗi bạn đều nhận được 20.000 kim cương về nick của tất cả các bạn trong vòng 1 giây luôn. Các bạn nhớ là kênh của anh đăng video mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày. Các bạn cứ vào kênh của anh xem video sớm nhất này, nhanh nhất này, cộng bình luận ID là mỗi bạn đều nhận được 20.000 kim cương về nick của tất cả các bạn trong vòng 1 giây luôn. Lưu ý, anh cho các bạn số lượng không giới hạn, tức là ai cũng nhận được 20.000 kim cương, không sót một ai. Lưu ý nhá, các bạn nhớ phải xem hết video này của anh từ đầu đến cuối, không tua video thì mới nhận được 20.000 kim cương nha. Nếu như bạn chưa có người yêu vì bị chê nghèo, hay nick bạn không có kim cương, gia đình, người thân, bạn bè xa lánh, đừng lo, đừng lo. Cái này anh giúp được nhá. Ok chưa? Nếu như các bạn muốn có thật là nhiều kim cương giống như anh thì đừng quên lên ngay shop béan.vn nha. Các bạn có thể nhá, lên Google, vào Google nhá. Các bạn tìm cái shop tên là shop béan.vn cho anh đó. Và các bạn đóng thông báo, kéo xuống, các bạn sẽ thấy một cái vòng quay Skyler đang giảm giá còn 2k một lượt quay, 100% trúng 65.000 kim cương sạch chỉ với 2k một lượt quay. Đặc biệt hơn, shop đang có thông báo khuyến mãi cực khủng các bạn ơi, đó chính là nhớ khi nạp 20k lần đầu nhận ngay 70k cộng thêm 25.000 kim cương vào tài khoản shop. Khi nạp 50k nhận ngay 250k cộng thêm 100.000 kim cương vào tài khoản shop các bạn ơi. Cực khủng, cực khủng, cực khủng các bạn ơi. Bây giờ nhá, lúc vừa anh mới đi ra ngoài quán tạp hóa ấy, anh mua thẻ rồi. Bây giờ nhá, anh nạp luôn này. Đây, anh sao chép này. Rồi, ấn vào phần tài khoản này. Anh kéo xuống nhá. Rồi bây giờ nhá, anh ấn vào phần nạp tự động này. Bây giờ nhá, anh nạp luôn và anh đi quay vòng quay, anh rút kim cương về nick cho các bạn cùng xem luôn. Đây 20k, nhập 20k. Đây là series này. Ok, dán vào đây. Các bạn nhớ là nhập đúng mã bảo vệ nha, 298. Ok. Chọn đúng loại thẻ cần nạp nhá và đúng mệnh giá nhá. Ok, rồi ấn vào phần nạp ở đây. Rồi. Tiếp tục nào. Đến thẻ tiếp theo, sao chép. Ok. Rồi, Viettel mệnh giá 50k nhá, anh lạp luôn. Đấy.
sao chép này. Ok chưa? Dán vào đây. Rồi, nhập đúng mã bảo vệ nha. 759 ấn nạp. Ấn nạp này. Rồi, đó, sau khi nạp xong nếu như mà thẻ đúng thì trong vòng từ 1 đến 5 giây shop sẽ cộng tiền vào trong tài khoản cho các bạn luôn nha. Ok, anh load lại trang này. Ok nhá, như vậy đã có 320k rồi nha. Ấn vào phần rút kim gương này. Đấy, và được khuyến mại thêm đó chính là 125.000 kim gương khi nạp lần đầu các bạn nha. Thấy ngon chưa, ngon chưa? Ok nhá. Bây giờ nhá, anh đi quay luôn vòng quay này và anh rút kim gương luôn về nick luôn nha. Ok này, ấn vào cái vòng quay Skyler này. Đấy các bạn thấy chưa? Vòng quay nhá, đang giảm giá chỉ còn 2k một lượt quay, 100% trúng 65.000 kim cương sạch. Các bạn nhìn nhá, lượt quay gần đây có rất là nhiều bạn đã quay vòng quay ở shop của anh rồi này, và có rất là nhiều bạn đã trúng được 65.000 kim cương sạch chỉ với 2k một lượt quay. Các bạn nhìn nhá, số người đang chơi rất là nhiều, người đang quay, các bạn thấy chưa? Shop của anh nhá, phải uy tín thế nào mới đông người chơi đúng không? Đây, bây giờ nhá, anh quay luôn này, anh quay luôn. Ok các bạn nhìn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Kết quả này, chúc mừng bạn vừa trúng 65.000 kim cương sạch. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy, trời ơi, rất là ngon, rất là ngon, trời ơi. Này, lại trúng tiếp này, 65.000 kim cương sạch, các bạn thấy chưa? Đấy, bạn nào nhá mà muốn có thật là nhiều kim cương sạch, cứ vào shop của anh mà quay, cứ vào shop của anh mà quay. Đấy, ai mà chưa có người yêu, vào đây quay phát, có người yêu luôn, có người yêu luôn. Trời ơi, ngon ngon ngon, quay tiếp. Ok, đó, sau khi quay xong nhá, các bạn ấn vào phần tài khoản này. Đó, và kéo xuống nhá, kéo xuống. Và các bạn thấy một cái phần rút kim cương ở đây. Xong rồi ấn vào phần ở đây, rút ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Lúc vừa nhá, các bạn thấy không? Ở trong tài khoản của anh có 320k và bây giờ anh đang còn 300k đúng không? Tức là nhá, anh quay mất có 12k thôi và anh đã trúng được 800.000 kim gương. Đấy các bạn thấy chưa? Đó, ok nhá. Bây giờ nhá, anh rút kim gương về nick cho các bạn cùng xem luôn. Và kim gương nhá của anh là kim gương dùng được, các bạn yên tâm, được chưa? Đây nhá, các bạn nhìn này, hiện tại ở trong nick của anh đang còn 17.000 kim gương đúng không? Đây, các bạn nhìn nhá. Đây, dùng được các bạn nhá, ok chưa? Chờ anh tí nào, ok nhá. Bây giờ nhá, anh đây, anh sẽ sao chép ID này. Các bạn nhìn nhá, hiện tại nick của anh đang còn 17.000 kim gương đúng không? Ok nhá, bây giờ nhá, anh vào shop anh rút này, được chưa? Đây, shop đang có gói rút này, 90 này, 950 này, 20.000 này, 500.000 kim gương này. Đây, anh rút luôn gói anh cao nhất nhá. Đây, nhập ID vào, đây, anh rút cái gói 500.000 kim gương nha. Đây, ấn thực hiện là xong nhá. Đó, thành công, được chưa? Bây giờ nhá, anh vào game luôn, xem là kim gương về nick chưa nha. Các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Lúc vừa ở trong nick của anh đang có 20.000 kim gương đúng không? Và bây giờ nick của anh đang có này 523.000 kim gương rồi nha. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Shop của anh nhá, rút kim gương về nick trong vòng 1 giây nha, trong vòng 1 giây rất là nhanh. Các bạn yên tâm, đây là kim gương sạch 100% nha, được chưa? Ok, tới luôn, nhập core này. Và khi các bạn nhập core này nha, các bạn nhận được ngay 5.000 kim gương, được chưa? Rồi các bạn nhớ nha, ai muốn nhận kim gương từ kênh của anh thì nhớ like, đăng ký, ấn chuông thông báo tất cả nhá. Và nhớ là bình luận ID nha. Ok chưa? Các bạn nhớ là kênh của anh ấy đăng video mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa ngày. Bạn nào cứ vào kênh của anh này xem video sớm nhất, nhanh nhất. Đó, nhớ là vào sớm nhất nha. Và nhớ là vào xem nhanh nhất đấy. Nhớ like và nhớ là xem hết video của anh từ đầu đến cuối, không tua video thì mới nhận được 20.000 kim ngương nhá. Được chưa?
Ok, rồi bây giờ nhá, anh điền luôn code này ở trên màn hình cho các bạn cùng nhập nha. Đó, và code này nhá, rất là ngon. Nó chỉ có 125 lượt nhập các bạn ơi. Đó, 125 bạn nhanh nhất nhập được code này nha. Ok chưa, rồi. Các bạn nhớ nhá, nhớ là ấn vào cái chuông thông báo tất cả cho anh nha. Để ngày mai nhá, ngày mai anh cho các bạn một cái mã code có lượt nhập nhiều hơn nha. Ok chưa? Bây giờ nhá, anh điền luôn này, được chưa? Đây, anh nhập nhá, nhập xong vào hòm thư nhận nha. Phê nha, phê nha.